một người đàn ông đang đi dạo trên bờ biển thì nhặt được một chiếc hộp. Nhìn nó có vẻ giống đồ chơi nên ông đã đem về để tặng cho cậu con trai. Người con trai cũng không hứng thú với nó và đã cất gọn sang một bên. Nhưng đến đêm, chiếc hộp đó phát sáng và nổi lên những tiếng trống. Bản tính tò mò của anh lại trỗi dậy và anh đã lại gần để xem. Anh dần mở chiếc hộp ra và trò chơi đã được khởi động. Chiếc hộp có một lời nguyền hay những phép thuật gì đó đã làm cho cậu thanh niên bị hút vào bên trong chiếc hộp thần kỳ. Và ngôi nhà của cậu cũng trở nên hoang vu một cách lạ thường. 20 năm sau, bộ đồ chơi đó đã bị lạc đến thư viện của một trường học. Một nhóm bạn thân là những học sinh đang bị phạt dọn thư viện. Trong quá trình dọn, Frank đã nhìn thấy bộ đồ chơi huyền bí đó. Họ khá tò mò về thứ này nên đã thử kết nối nó với TV để chơi. Sau đó nó đã hiển thị để cho mọi người chọn nhân vật của mình. Khi họ chọn xong nhân vật cũng là lúc trò chơi bắt đầu. Những tiếng trống cũng bắt đầu kêu vang khắp căn phòng. Họ đang ngơ ngác với tiếng trống thì Spencer đã bị hút vào trong, rồi lần lượt đến những người tiếp theo. Họ chỉ biết đứng im để chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo, và họ đã thật sự biến thành những nhân vật họ đã chọn. Spencer đã biến thành giáo sư địa chất Smolder, thân hình anh cũng đã thay đổi thành một người đàn ông vạm vỡ. Còn anh Jaden đã biến thành nhà động vật học Frank. Cô gái nhút nhát Ruby đã biến thành nàng biệt kích xinh đẹp, thân hình nóng bỏng của cô chính là vũ khí lợi hại với lũ con trai. Còn Bethany đã biến thành giáo sư chuyên ngành bản đồ, từ một thân hình nóng bỏng của phụ nữ biến thành người đàn ông béo ú. Bốn người họ cũng đã nhận ra thay đổi của bản thân mình, và những cơ thể này đều trái ngược với những ngoại hình vốn có của họ. Rất nhanh họ cũng đã nhận ra là mình đã bị hút vào trong trò chơi. Trên tay họ cũng xuất hiện ba vạch đen không biết để làm gì. Lâm vào hoàn cảnh này, bốn người họ tranh cãi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ngay sau đó, Bethany đã bị một con hà mã lao lên cắn. Con hà mã đã giết chết cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng ngay sau đó, cô đã sống lại và rơi từ trên ngọn cây xuống. Bethany hoảng hốt như vừa gặp phải ác mộng. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì một con hà mã khác lại đuổi đến. Họ không thể làm gì khác ngoài việc bỏ chạy. Đột nhiên xuất hiện ở đâu ra một người đến để cứu họ. Họ cũng không suy nghĩ nhiều và lập tức lên xe để chạy chết. Ngay sau đó, người lái xe đã giao cho họ một nhiệm vụ là phải đưa viên ngọc mắt báo về đúng vị trí ban đầu của nó. Sau khi trả được viên ngọc mắt báo về đúng vị trí của nó, họ chỉ cần đọc to lời nguyền Jumanji là sẽ được quay về đời thực. Và người lái xe cũng không quên đưa cho họ tấm bản đồ của Jumanji. Họ cũng sẽ được biết những điểm mạnh của nhân vật mình đã chọn. Và chỉ có Frank là biết được điểm yếu của mình là ăn bánh ngọt. Bethany là chuyên ngành bản đồ nên anh sẽ là người chỉ đường cho họ. Tưởng sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ thì lại có mấy tên ngáng đường. Những người mặc đồ đen này là người của Van Pelt. Và Van Pelt chính là kẻ độc ác muốn chiếm lấy viên ngọc để làm điều xấu. Bốn người họ lại phải chạy trốn sự truy sát của bọn chúng. Những trận mưa tên lửa đang phóng về phía họ, nhưng không hề có một viên đạn nào bắn trúng bốn người họ. Rồi họ cùng nhau chạy vào trong rừng để bọn chúng khó có thể đuổi theo. Họ cũng đã chia ra làm hai đội để chạy trốn khỏi chúng. Đúng lúc gặp nguy hiểm thì Ruby đã phát hiện ra kỹ năng của mình. Nhân vật cô đang đóng vai có kỹ năng chiến đấu vô cùng tuyệt vời. Còn nhóm của Spence đã lôi trong ba lô ra một chiếc boomerang, rồi anh liền đem món vũ khí đó đi thử nghiệm giết người. Cứ tưởng nó không hiệu quả thì một lúc sau mấy tên kia cũng đã chết. Chân của Frank quá ngắn nên không thể chạy nhanh. Spencer đành phải cõng cậu bạn thân chạy chết. Chúng vẫn đang đuổi theo sau và dùng súng tấn công mọi người. Chạy trốn được một đoạn thì họ cũng đã đến đường cụt. Không còn đường sống nào khác và họ đã phải nhảy xuống đó. Những tên sát thủ không thấy họ ngoi lên thì quay đầu đi về. Một lúc sau, bốn người họ cũng đã thành công bơi vào trong bờ. Nhưng trong quá trình chạy trốn, Ruby đã trúng một viên đạn và đã chết. Nhưng ngay sau đó cô lại hồi sinh rồi rơi từ trên xuống. Họ kiểm tra thì cô đã bị mất một vạch đen ở tay. Và giờ họ cũng đã hiểu là mỗi người họ sẽ có được 3 mạng. Khi dùng hết 3 mạng đó, cơ thể họ sẽ chết vĩnh viễn. Vậy là Bethany và Ruby chỉ còn cho mình 2 mạng nữa. Tấm bản đồ của người lái xe đưa đã bị mất một góc. Và nhiệm vụ đầu tiên của họ là đến khu chợ lấy góc bản đồ còn lại. Con đường để đến được khu chợ cũng không dễ dàng gì. Họ phải đi qua những con đường nhỏ xíu và bên dưới là vực thẳm. Lúc này hai người đàn ông của nhóm đã xảy ra cãi vã. Và Frank đã đẩy Spencer rơi xuống vực thẳm. Vậy là Spencer đã mất đi một mạng hồi sinh của mình. Sau khi hồi sinh, anh cũng đã dạy dỗ cho Frank một bài học. Rồi Frank cũng đã biết mình sai khi làm lãng phí một mạng sống. Và việc họ cần làm lúc này là đoàn kết và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Họ vượt qua những con đường khó khăn và giờ cũng đã đến được khu chợ. Nhưng có vẻ đám người của Van Pelt vẫn đang theo dõi họ. Bốn người họ cũng đã đói nên ghé vào tiệm ăn bánh ngọt. Nhưng Frank đã quên mất điểm yếu nhân vật của anh là bánh ngọt. Rồi ngay sau đó anh đã bị nổ tung như một quả bom. Và cũng chỉ ít giây sau anh lại hồi sinh rồi rơi từ trên xuống. Vậy là Frank cũng đã mất đi một mạng hồi sinh. Rồi một bé gái từ đâu chui ra và đến tìm gặp bốn người họ. Có vẻ cô bé này biết tung tích của mảnh bản đồ còn lại. Và cô bé đã dẫn đường để bốn người họ đi theo. Thứ mọi người cần đang nằm trong cái rổ trước mặt. Nói xong, cô bé cũng đã bỏ đi trong sự thắc mắc của mọi người. Không ai biết được bên trong đó là thứ gì. Spencer quyết định anh sẽ là người vào mở nắp cái rổ đấy ra. Anh vừa bước vào trong, tiếng trống của trò chơi lại bắt đầu vang lên. Vừa mở nắp ra thì một con rắn độc thò đầu ra ngoài. Spencer vội vàng đóng nắp chiếc rổ lại. Sau khi bàn bạc, họ quyết định phối hợp để hạ con rắn. Ngay sau khi mở nắp, con rắn đã lao về phía của Ruby. Và Spencer đã nhanh tay tóm được con rắn trước khi nó cắn Ruby.
Rồi Frank đã bẻ hai chiếc răng nanh của nó, và giờ con rắn đã không còn nguy hiểm với họ nữa. Rồi họ đã lấy một bọc giấy trong chiếc rổ ra, bên trong không phải là bản đồ mà là một cái đầu voi màu đen, và bên trong tờ giấy bảo họ hãy trèo lên khi thấy chiếc đầu voi này. Đến lúc họ ra ngoài thì đã gặp đám người của Van Pelt, không có gì thay đổi thì họ lại tiếp tục chạy trốn bọn chúng. Spencer chạy trước và đã bị vài tên chặn lại, với thân hình vạm vỡ anh đã dễ dàng hạ gục bọn chúng, nhưng tên Van Pelt chơi đều cầm súng ra đe dọa bốn người họ. Chúng đang chuẩn bị ra tay thì ai đó đã tung một quả bom khói, sau đó một bóng người bí ẩn lao vào dẫn bốn người họ chạy thoát. Rồi người bí ẩn đã đưa mọi người xuống lối đi bí mật của mình, thì ra người này chính là người chơi đầu tiên của bộ đồ chơi. Sau khi bố tặng chiếc hộp, anh đã mở ra và bị hút vào đây, và Alex cũng đã dẫn mọi người về nhà của mình. Điểm mạnh của Alex trong trò chơi chính là lái máy bay, còn điểm yếu của anh là chỉ cần bị muỗi đốt là sẽ chết. Do ở đây không có khái niệm về ngày tháng nên anh không hề biết là anh đã bị lạc vào đây cũng đã được 20 năm rồi. Cũng may ở đây nhan sắc không bị già đi theo thời gian, và anh cũng chỉ còn một mạng duy nhất để sống sót ở đây. Mọi người cũng đã tìm thấy được những nhân vật còn thiếu, và giờ họ sẽ hợp tác chiến đấu để thoát khỏi đây. Rồi họ lập tức di chuyển đến lô cốt giao thông. Bên trong nhà kho đó chứa tất cả những phương tiện di chuyển trong Jumanji. Họ sẽ lẻn vào đó để lấy một chiếc trực thăng để di chuyển. Ở đó có binh lính nên họ phải đánh lạc hướng chúng. Họ sẽ dùng cô nàng nóng bỏng Ruby để dùng tuyệt chiêu mỹ nhân kế. Ngay sau đó cô bước những bước đi quyến rũ về phía đám lính và làm những động tác khó hiểu để thu hút chúng. Cũng may là nó hơi có tác dụng. Những người còn lại cũng đã cầm đồ đến để phá cửa vào trong. Bên trong có một chiếc trực thăng khá cũ kỹ. Ruby cũng đã mệt mỏi vì cứ phải thu hút chúng, nên cô đã kết liễu luôn hai tên lính để khỏi phải nhảy. Nhưng từ đằng xa lại có thêm vài tên nữa đang đi đến. Và giờ cũng đã đến lúc Alex sử dụng đến điểm mạnh của mình. Lúc đám lính đến nơi thì anh cũng đã lái trực thăng chở mọi người chạy thoát. Chúng bắt đầu xả súng và đã trúng cánh quạt của trực thăng. Chiếc trực thăng đã mất kiểm soát và muốn rơi xuống đất. Cũng nhờ tài lái máy bay của Alex mà chiếc trực thăng đã ổn định trở lại. Nhưng cánh quạt đã bị hỏng và họ không thể bay lên trên cao. Và đằng sau đang có những con tê giác bạch tạng đang đuổi theo họ. Spencer đã liều mình leo lên trên để sửa cánh quạt trực thăng. Anh cũng đã thành công sửa được và chiếc trực thăng cũng đã bay được lên. Nhưng đen đủi là Frank đã làm rơi viên ngọc mắt báo. Mất đi viên ngọc là họ sẽ không thể trở về thế giới thực, nên họ đã phải quay lại đó để tìm lại viên ngọc. Rất nhanh họ cũng đã nhìn thấy nó. Những con tê giác đã vây quanh để không cho ai lấy viên ngọc. Frank đã hy sinh một mạng để làm mồi nhử, để Spencer nhảy xuống lấy viên ngọc rồi trở lại máy bay. Còn Frank cũng đã bị mấy con tê giác giẫm chết tươi. Những người ở trên cũng đã chuẩn bị sẵn, để khi Frank hồi sinh rơi xuống họ sẽ tóm lấy anh. Rồi họ đã hạ cánh ở bãi đất trống giữa lưng chừng đồi. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Alex đã bị một con muỗi đốt. Đó chính là điểm yếu của Alex nên anh đang dần chết đi. Bethany đã hô hấp nhân tạo để cứu lấy anh. Một vạch đen trên tay của Bethany cũng dần mất đi, và họ cũng đã biết game được truyền mạng sống cho nhau qua đường hô hấp. Bethany không tiếc và đã truyền cho Alex một mạng, và Alex cũng đã thành công sống lại để tiếp tục hành trình với mọi người. Alex cũng đã trao cho Bethany một cái ôm kèm theo lời cảm ơn. Họ tiếp tục di chuyển để tìm ra tượng báo đốm để trả lại viên ngọc, và họ cũng đã nhìn thấy nó ở phía đằng xa. Khi họ cầm viên ngọc gần đến nơi thì những ngọn lửa cũng đã được thắp lên, tạo thành một con đường tràn ngập ánh sáng dẫn đến bức tượng báo đen. Sau đó họ cũng đã thấy chiếc đầu voi giống như ở chỗ con rắn. Họ quyết định làm theo như tờ giấy rồi trèo lên đó, và Spencer sẽ là người xung phong trèo lên trên. Thân hình to béo nhưng anh vẫn có thể bay nhảy như con khỉ. Trèo lên đến trên, anh gặp một con sóc rồi giật mình rơi xuống dưới. Rồi ngay sau đó anh đã bị một con báo đốm tấn công, và Spencer đã hy sinh thêm một lần nữa. Và ngay sau đó anh lại hồi sinh như những người khác. Rồi ngay lập tức anh đã bỏ chạy về chỗ mọi người. Cũng may là viên ngọc vẫn còn nằm trong tay của anh, và Spencer cũng chỉ còn lại cho mình mạng cuối cùng. Ngay sau đó đám người của Van Pelt cũng đã đến đây. Rồi bốn người họ lại chia nhau ra hành động. Ruby một mình lao ra chiến đấu với chục tên. Cô hạ gục hết chỉ còn lại một tên duy nhất, và đã bị hắn buộc vào xe kéo đi. Cũng may Spencer đã xuất hiện và đánh bay hắn, và Ruby cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Spencer lấy luôn chiếc xe của hắn để phi tới chỗ tượng báo đen. Những con báo đen cũng thấy và chúng bắt đầu đuổi theo anh. Anh nhanh tay lấy súng phun lửa ra đốt tạo thành một vòng tròn, và những con báo đốm đó đã bị nhốt trong vòng tròn lửa. Rồi anh tiếp tục di chuyển và đã đến được bức tượng báo đốm. Nhưng tên Van Pelt đã bắt được và đem Bethany ra để uy hiếp anh đưa viên ngọc cho hắn, nếu không bạn anh sẽ chết. Đồng đội của Spencer cũng đã đến nhưng không thấy Frank đâu. Rồi ngay sau đó Frank cầm viên ngọc và cưỡi voi ma mút đến đây. Nhưng ngay sau đó con voi mất kiểm soát hất tung anh và viên ngọc bay đi. Điều đó làm Van Pelt mất tập trung và mọi người đã tấn công hắn. Còn Ruby đã chạy lên trên để nhặt lại viên ngọc. Rồi Spencer sẽ phi xe để leo lên trên bức tượng. Viên ngọc lúc này đang nằm trong ổ của hàng nghìn con rắn độc. Ruby liều mình đi từ từ vào ổ rắn để lấy viên ngọc, và sự dũng cảm của cô đã được đền đáp và viên ngọc đã nằm trong tay cô. Nhưng
nhưng sau đó lũ rắn cũng đã ngóc đầu dậy. Van Pelt đã hạ gục hai người kia và đã đuổi đến chỗ viên ngọc. Những con rắn làm theo ánh mắt của hắn rồi hướng về phía Ruby. Ngay sau đó cô đã bị một con tấn công và đã chết mạng thứ hai. Spender cũng đã đi lên được đầu tượng báo đen. Ruby cũng đã hồi sinh và bắt đầu rơi xuống dưới. Cô rơi qua đầu tượng con báo rồi đưa viên ngọc đến tay Spencer. Sau khi lấy được viên ngọc, Spencer liền lắp nó lại vị trí cũ của nó. Vậy là nhiệm vụ của 5 người họ cũng đã hoàn thành. Rồi họ đồng thanh hô vang câu thần chú Jumanji để phá lời nguyền. Ánh sáng xanh dần bao phủ lấy bọn họ. Và tên Van Pelt cũng đã hóa thành tro bụi rồi bị gió cuốn bay đi. Sau đó bầu trời cũng đã trong xanh trở lại. Rồi người giao nhiệm vụ cho họ cũng đã đi đến đó. Và ông thông báo nhiệm vụ của mọi người ở thế giới Jumanji đã hoàn thành. Giờ đã đến lúc mọi người chia tay thế giới Jumanji để trở về. Quản lý bắt tay Alex để anh quay trở lại đời thực. Rồi lần lượt lại đến những người tiếp theo. Sau đó mọi người đã quay trở lại thư viện như lúc chưa bắt đầu. Nhưng Alex lại không xuất hiện ở đây với mọi người. Rồi sau đó họ đã đi về cùng nhau trên con đường quen thuộc. Ngôi nhà từng u ám do có người mất tích nay đã xanh tốt trở lại. Bốn người họ liền nghi ngờ đó là nhà của Alex. Và họ đã nghe thấy một giọng nói thân quen từ phía xa. Người đó nhìn thấy cũng dần tiến lại gần phía họ. Alex và họ chưa từng nhìn thấy nhau ngoài đời thật, nhưng vừa gặp họ liền có cảm giác quen thuộc và đã nhận ra nhau. Vậy là những người đồng đội trong game này đã được đoàn tụ ngoài đời thực, cảm giác thật hạnh phúc và không từ nào có thể diễn tả được. Và năm người họ lại quay lại cuộc sống như ngày thường. Đến đây bộ phim cũng đã hết và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và hãy cùng chờ đón những bộ phim tiếp theo của mình nhé, bye bye!